Chào mừng bạn đã đến với tập game chúng tôi hôm nay. Sẽ chơi Scary Horror Fun Time, Scary Escape, Scary Blue Poppy cùng số game khác. Gì vậy? Lại quảng cáo. Bật đèn à? Còn mấy quảng cáo này lâu thật đấy. Ôi trời ơi. Lắm quảng cáo thế. Tiếp.
Lấy khối màu vàng. Vàng đòi. Okay, một cánh cửa nữa đã được mở ra. What the fuck? Cái gì vậy? Chỉ còn thẻ ID nữa là hoàn thiện nha. Gì vậy? Lâu vậy? Tiếp nha. Scary Blue Puppy. Ra mở cửa tao không? Nghe tiếng động phát đóng cửa luôn. Oh shit. Chết rồi, nó biết rồi. Biết ngay mà. Đâu kịp đóng ạ. Nhanh vãi. Oh shit bro. Tại vì làm nấp thủ vậy.
đâu ạ. Ý, bố hồn chưa? Cút cút đi. Mẹ điều khiển khó thật. Ok đẹp. Đập 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 đập. Bên đấy là mình ngu rồi. Anh máy. Tiếp tiếp nha. Where has stone? Ây da, ây mẹ nóc xe rồi. Chắc chắn là sẽ rất dài. Đây đúng không? Lệch thế nào được. Thank you.
Cái đéo như vậy, bro. Ồ, ở đây có súng này. Vãi thế mà cũng cháy xe ạ. Như cút. Ồ thế. Tránh ra địch mẹ mày. Thật đấy. Biến mẹ đi. Trả luôn. Mất cả giáp của mình. Lại phải cày. Ôi, có một khẩu này, nó ăn gì? Sẵn sàng để chết chưa? Lợn sữa. Ra gì đấy? Vậy thì còn đúng viên. Khổ thật.
À, đây rồi đây. Cút cút ra. Khoai nhờ, nhiệm vụ này khoai đấy. Chết cái bọn này. Nó sẽ đường nào đấy? Giờ ra thoát được đâu? Ai đi thẳng à? Lửa. Ốc quái đâu nhỉ? Cuối cùng
Robin và Trang Ngang Thần. Phải lì ăn quật luôn này. Ok, order và fix đồ thôi. Bị thịt rồi.
thật đánh lừa. Có rocket rồi, sợ gì bố con đằng nào nữa. Ôi bắn chuột, đi mẹ ăn cướp rồi. Đạp đạn ngay. Liên tiếp. Quá quá dễ dàng luôn.